Còn trở lại với giá vàng trong nước, sau khi tăng ở phiên mở cửa thì tính đến 11 giờ sáng nay, biên động trái chiều giữa một số sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên thì vẫn duy trì ở mức cao nhất là 67 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang giảm nhẹ vài chục nghìn đồng mỗi lượng so với phiên mở cửa. Hiện giao dịch mua vào ở mức là 66 triệu 560 nghìn đồng một lượng và bán ra ở mức là 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Còn vàng dòng Thăng Long thì tăng 10.000 đồng chiều mua vào và giảm 40.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên mở cửa. Hiện đang giao dịch mua vào ở mức là 56.570.000 đồng một lượng và bán ra ở mức là 57.520.000 đồng một lượng.